phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát Nam... sư thích ca mâu ni phật Phật tác đại chứng minh trân trọng kính chào tất cả quý học viên tại lớp cũng như tất cả các vị đang online. Hôm nay xin mời các vị lắng nghe du dạ Bồ Tát giới phần tiếp theo. Có thể hôm nay chúng ta tìm hiểu ba giới thuộc phạm vi chướng ngại tinh tấn. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như chúng ta vi phạm các giới này thì nó ngăn cản năng lực tinh tấn của chúng ta mà tinh tấn là nền tảng quyết định giúp chúng ta thành tựu chánh quả bởi vì tất cả mọi sự thành công không thể vén mặt vén mặt gì tinh tấn từ làm ăn học hành thế gian pháp phật pháp bất cứ điều gì đi nữa Chúng ta cũng phải siêng năng Nếu như không siêng năng Thì chắc chắn không làm được bất cứ một cái gì Ông bà mình nói cần cù bù thông minh Và chúng ta không thông minh cũng chẳng cần cù Thì không biết lấy gì đỡ lắp vô phải không hả à? Cho nên cần cù ở đây chứ là gì? Là tinh tấn Tinh tấn Chúng ta học giới để chúng ta mới thấy được giá trị của lời Phật dạy nhiều hơn. Pháp của Phật thì đa dạng quá, nhiều khi mình không có thấu hiểu hết. Nhưng mà giới thì rất rõ ràng. Chúng ta cứ dựa theo đó, thấy mình chưa có đúng điều nào, ráng sửa theo. Điều nào thấy còn còn khiếm khuyết thì nên từ bỏ, điều nào thấy được rồi thì ráng giữ gìn phát huy nhiều hơn học giới xem như là lấy mặt mình sôi trên một tấm gương đều thấy rõ hết ở đây có ba giới liên quan tới chướng ngại tinh tấn giới thứ nhất giới khinh số 19 nhiễm tâm ngữ chúng nhiễm tâm ngữ chúng là sao là cái tâm ô nhiễm mà gì, mà chớ ngự, mà điều hành đại chúng, giống như là vua à, ngự giá là cái vua đến đó, điều hành. Nội dung nói rằng Bồ Tát bị chi phối bởi tham đắm, sự cung phụng và phục dịch bằng tâm phụ lợi mà quản lãnh đồ chung đó gọi là có phạm có vi việc đây gọi là vi phạm thuộc nhiễm nếu như mình có năng lực điều hành một quốc gia mình làm một vị tổng thống thật là xứng đáng nếu như mình có năng lực điều hành của 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 một quốc gia nhỏ cho anh là một quốc gia lớn Anh không thể điều hành Đúng vậy không? Nếu như một người có năng lực an bang tế thế Mà cho anh làm Cho anh làm quan quyền Thì anh thấy chẳng có việc gì để làm đúng không ạ? À? à? Nhớ câu chuyện ngày xưa Chẳng hạn như là à, Như là bàn thống à, Có tự là phụng sổ à, được tiến cử tới gặp Lưu Bị để mà đóng góp cái tài an bang tới thế. Nhưng bằng thống đến thì không có đưa thư của Gia các Lượng tiến cử khiến cho Lưu Bị không có nhận được chân tướng và thấy cũng nửa nang kế sĩ cho nên cho ông làm quan huyện Ông sáng xây chiều xỉn suốt ba tháng. Trương Phi nối giận Nói rằng anh ta tin tưởng người Giao cho người công việc Của một cái quyền Mà người bỏ bơ trở như thế Thì ông mới nói rằng Ông bơ trở hồi nào Bơ trở việc gì Thì nói là cả một cái việc ba tháng Người không có thiết là Không có 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 có, có xứ Không có làm việc mà sao nó không có trở Thì ông mới nói rằng Cái chuyện đó rất là nhỏ nhôi Và ông rửa mặt là ông đánh trống Ông tập hợp hết tất cả mọi việc Suốt 3 tháng cho ông sử một lần Và miệng thì nói tay thì viết Mét ca thị thì nhìn Cứ thế ông sử sáng tới trưa sạch trơn hết Lúc bây giờ uh, Trương Phi kinh ngạc Và lúc đó Ông mới đưa cái thư của ông ra Sau khi Lưu Bị tới Ông đưa thư ra thì mới hiểu rằng cái tài của một người an bang tới thế cho làm việc quan quyền đó, thì không có gì kỳ lạ hiểu không hả nhưng mà có những người không có đủ sức nhưng mà lãnh năm ngôi chùa Chủ trì năm ngôi chùa làm gì chẳng có hà muốn mở ra để đi lấy tiền thôi đây gọi là nhiễm tâm ngự chung hiểu chưa hả nhiễm cái gì nhiễm tham đắm sự cung phụng và phục dịch tất cả những ai tu học mà tâm bị tham đắm bị bị nhiễm bởi tham đắm nhập phục dịch người đó dần dần đi vào chỗ hư hỏng thế tôn nói rằng có người đưa cho một bình bát bằng vàng và chỉ xin đối lại một câu nói dối vị ấy cũng không không làm. Thậm chí đưa cho một bình bát bằng vàng rồng và trong đó đựng đầy phấn bằng vàng rồng. Để đối lại xin cho một câu dối, ông ta cũng không có thực hành. Nhưng Thế Tôn nói ta thấy người này tâm bị nhiễm đắm bởi lợi dưỡng và cung kính một thời gian thì họ lại nói dối nguy hiểm nguy hiểm vô cùng cho cho cái sự cung kính và lợi dưỡng những điều như vậy chúng ta tu tập phải cẩn thận thế thì ở đây chúng ta bị chi phối bởi sự tham đắm bởi cung phụng và phục dịch tức là chúng ta ngồi trên vị trí cao vị trí đứng đầu vị trí có ảnh hưởng để chúng ta muốn cho mọi người cung kính mình và phục dịch theo ý của mình không phải ngồi ở vị trí đó đem đến lợi lạc cho đại chúng lớn lao mà đơn giản chỉ là bằng tâm vụ lợi, vụ lợi cho cá nhân mình mà thôi, thậm chí là cá nhân của chùa mình thôi, đây cũng là vụng tạo dụng tâm vụ lợi, tại vì tâm mình nó tham, tham là gốc, mà do vậy mà chiếm lấy cái quyền là gì? quản lãnh đồ chúng đó gọi là có phạm có vi việc đây gọi là vi phạm thuộc nhiễm tại sao có vi việc có nhiễm có vi việc bởi vì việc có dược quá điều thiện có nhiễm là vì sao là trong tâm vốn trong sáng nhưng giờ đây bị gì bị tham đắm lợi dưỡng phục dịch vụ lợi xâm chiếm cho nên thấy điểm này phải nên từ bỏ liền. Nếu như mình ở trong bất cứ phương diện nào phải từ bỏ, phải từ bỏ. Trong trường hợp nào là trường hợp không phạm? Quản lãnh chúng hội không vì tham sự cung phụng hầu hạ và không tâm vụ lợi, đây gọi là không phạm. Nhưng tại sao ở trong phương diện này nó lại chướng ngại cái tâm tinh tấn của chúng ta hả tại sao suy nghĩ xem tại vì quán lãnh đồ chúng đông đảo thì nó mệt hơn chứ à đúng rồi tại vì anh ta không muốn tự làm anh ta muốn ngồi ở vị trí có đông người nên ta chỉ tay năm ngón nên sai người này mai sai người kia chứ không muốn tự thân mình thực hiện hiểu chưa hả thậm chí anh uống giặt vũ đi lại có kiệu có chổng khiêu đi thế hả như vậy đó <laughs> có những trường hợp nữa mà nhất là mình coi mấy cái tuồng mấy cái phim dở ghét đúng không anh đưa tay dài có khen đưa rửa leo rồi làm thấy dở ghét mất thì dở dở sợ <laughs> nhưng mà nhưng mà là vì cái tâm tham như vậy tâm tham như vậy Thôi còn còn áo mão khen đai nữa người ta tu một hồi người ta thành cái quả người ta thành tựu công quả còn mình thành tựu công công <laughs> chúng ta thấy không tại vì Rõ ràng là người ta thành tựu công quả Người ta sống rất là đơn sơ Người ta vượt khỏi tất cả mọi hình thức Danh sưng Còn mình tu hành sao không biết thác Mình quần áo mũ lão gì đầy hết Cầm cái cây đuối mũi nữa Phất 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 vậy <laughs> đó, đó, nói, nói nó đụng chạm Nhưng mà chúng ta thấy Cái đó là cái gì Cái cái, cái, cái văn hóa của lão Cây phất trần đó là của lão đó Mà trong phong trào tam giáo đồng nguyên đó mà cái cây Pháp Trần đó ngày xưa Thầy Phật, Phật cũng có chế Chỉ cho những vị tỳ kheo quá già yếu Đi khắc thực những cái vùng rùi mũi Phật chế có đó để đuổi, đuổi đuổi đi à, Là chế cho trường hợp đó Còn mình trẻ trung được chống gậy <laughs> Tức là những cái chuyện đó Mũ, lão, quần áo nhìn nó dị kỳ tướng Tại vì mình nghĩ như vậy là Vì sao? Vì đó cho mọi người kính trọng Mọi người lệ lục Mọi người đưa đón tôn vinh lên Tất cả những cái này đều là gì? Là tham đám cung phụng phục dịch Không phải là người tu hành chân chánh Chắc chắn là như vậy Bởi vì người tu hành chân chánh Họ mong cầu sự giải thoát Họ hướng tới sự giải thoát Không có muốn bị ràng buộc trong những hình thức này đâu Có những vị mà mà họ ngay thẳng tới mức mà Nó là bạch thầy cho chúng con cung đón thầy đi trước pháp lên lên điện trước pháp thì ngài nói ở đây lên điện bộ tôi không biết đi nào phải đón <laughs> ngài nói ngài nói đơn giản như vậy đó ngài nói đi nó dài chen 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 dài 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 mệt muốn chết đỡ tôi đi thẳng lên tôi nói tôi đi xuống tức <laughs> là có những vị họ họ muốn vượt ra khỏi cái phép tắc lỡ nghi cho nên có những trường hợp phép tắc lỡ nghi gia giáo để cho nó nhiếp trì những cái người tâm buông lung còn ở trong hội chúng ngay thẳng rồi là nó không cần điều này nữa Hiểu chưa hả Cho nên nó có giá trị khi phát huy đúng trong môi trường của nó Nhưng nếu như rời khối thì nó trở nên cầu kỳ Và tự mình dính mắc ở trong cái tâm là cung phụng phục dịch Bằng cái tâm vũ lợi mà mình nghĩ đó là hay Thực ra đó chính là cái tâm làm biên của mình đó, Tâm làm biên Rồi tiếp theo là chướng ngại chướng ngại tinh tấn nữa này đó là tham trước thủy miên à, Thủy miên tức là ngu nghĩ Bồ Tát mà biến nhát chay lười Bồ Tát hay kỳ <laughs> Bồ Tát kỳ Bồ Tát mà biến nhát chay lười có không? Sao không có Có nhiều vị thọ với Bồ Tát Thành Bồ Tát rồi Nhưng mà cũng làm biếng như thường á Cho nên là Mình thọ với Bồ Tát là không được làm biếng không? nha Nhớ không à? cho à, nên là thọ với bồ tát là phải làm xiên cái đó là được chứ bồ tát gì mà bồ tát làm biến cho nên mình đọc cho thấy dị kỳ tướng quá <laughs> đúng đúng mà bồ tát mà biến nhát chay lười đấy chứ không phải biếng là hai lần mà người ta nói tới nói lui cứ y ra cứ ly ra người nặng như là cái ông chi biết ông chi không ồ không biết ông chi à ông chi ông chi á Che là cái hồng, nó như là cái khoảng hơn nửa cái bàn này đường kính là khoảng một mét hai khoảng bốn feet nó là một cái khúc gỗ một cái cây gỗ người ta làm tròn cao lên ở trước ở dưới nó có một cái cái đầu lên trên nó có cái đầu lên nó như những cái cục binh vậy đó tròn to cao như vậy và người ta làm hai cục hai bên một cục ở giữa nó có cái răng rồi cái là trên đây á Là trên đây là răng răng cưa đó Trên đây người ta mắc cái con bò vô Nó đi vòng tròn rồi nè Thì cái cái giữa nó chạy Thì cái răng nó quay Nó quay hai cái ông chia hai bên chạy theo Và lúc đó là người ta sẽ lấy Cây mía đấy Người ta mới chèn nó vô Đó là cái cách ép mía của người xưa Họ ép mía Nước nó, nó chảy xuống Người ta mới làm một cái máng đỡ ở dưới dẫn nước mía tới một cái chỗ sâu hơn người ta múc nước đó rồi người ta nấu ra thành đường hiểu không hả đó là ông chê ông chê như vậy á là thường thường là phải bốn um, người mới khiêng nối bốn người thanh niên lực lượng mới khiêng nối ừ. <laughs> và hôm đó có một cái ông chú họ của thầy theo uh, theo theo ông nội thầy á đi uh, lấy vợ ông có cha mẹ ông nội thầy nhận làm người đính đính hôn đi tới nhà người ta để mà bên đàn dân nàng dâu coi mắt thì tới thì uh, ở trong nhà lịch sự lắm họ chuẩn bị là sáu tô cơm với hai với ba cái chén cơm đầy đỡ đại khách thì lúc đó hai ông cụ ngồi nói chuyện nghĩa tình lỡ nghi lâu lách Anh thanh niên này bụng đối rã ruột Anh mệt quá Anh chơi một lần ba tô Bà mẹ vợ đứng ở dưới bà nhìn Bà quét quét ông, ông nhà xuống Bà nói ông ơi ông Thằng rớ tương lai Nó ăn như mà đối Nó không biết giữ lửa nghĩa hết trơn Ngày đầu tiên ra mát mà coi như hai ông già ăn chưa hết Hai chân cơm nói chơi ba tô à, Thì ông, ông cụ này ông nói Ồ uh, bà nôi nó ăn được nó làm được tôi tướng việc gì anh được làm được tốt tôi gã cho thằng đó thì tới khi mà à, rước dâu về rồi hồi rớ lại á, thì lúc đó trong nhà cần phải đi khiêng cái bộ chi vợ đó mà làm ép mía ông cha vợ đi khiêng không đi mướn người, mượn người không ra thì ông mới xuống ông nói ba cho con đi làm cho ông nói con không có được tại con mới có hầu rớ cái ba ngày con đi làm người ta nói để nghe cha để bóc lột con cho nên là khó coi lắm thì ông mới nói là ba nói thì nói cỡ họ con là con của ba bây giờ ba đi kiếm người không có tại sao mà con dày con lại ngồi được con đưa cho con đi thì lúc đó là ông ra phía sau ông lấy một cái cây to như bắp đùi dài cũng ba sái ông vô cái chi mà khiêng bốn người thì ông gánh hai cái <laughs> tức là bốn người khiêng một cái thì ông một mình ông gánh hai cái thành là tám người khiêng vậy đó ông ông cột hai đầu lên cái ông đỡ đây coi ông gánh về ông liền cái đuôi xuống một cái cái nhà rung rinh Thế là ông cha vợ ông chạy ra Ông hỏi còn người ta nữa đâu con Nó là người ta đi sau Nó tại sao người ta đi chậm Nó giờ người ta khiêng đi lâu hơn con gánh Con gánh hai con đi khỏe đi <laughs> ông, ông cha vợ chạy xuống Chắc bà vợ bà mẹ ra đó Bà 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 thấy không Nó em có ba tô cơm mà gánh hai ông chị <laughs> Chúng ta người xưa có những người Ông này thầy biết ông, ông ông ông, ông chú họ thầy Mà các các phải biết là Ông ăn sau này ông ăn một ngày một bữa thôi Tại vì một lần không ăn là bấy luôn gạo Ăn <laughs> ngựa cho nghèo <laughs> Nhưng mà tính thần rất là siêng năng Ngày xưa những người như vậy là cái phước tướng Mà cho họ làm tướng trên xa trường á Thành họ cởi ngựa mà ngựa chạy chết Mà họ không sao là vậy đó Có những trường hợp như vậy là nó có thật Chứ không phải là là mình nói là cái người cái người gì đâu Đó là những trường hợp nó có thật như vậy Ở đây chúng ta thấy Có những trường hợp Thấy người ta thọ giới Bồ Tát Chúng ta phen này quyết chí trở thành Bồ Tát Nhưng mà ai ngờ đâu Cái bệnh lười biếng chay lười Nó cứ Nó cứ đè trong tâm của mình Và do vậy mà mình gì Mình tham đắm lạc thú ngủ nghỉ Đó. Và mình thấy ngủ hoài Thì mình thấy còn hổ thẹn Đỡ an ủi Cái sự hổ thẹn trong tâm Cho nên mình đưa ra một chân lý tu hành đó là nén ngủ mưa nghỉ mát trời đi chơi à, như vậy không thì thì chân lý của mình là tu theo cách đó trời nén là mình ngủ trời mưa là mình nghỉ mát trời mình đi chơi Đó à, cái chân lý tức là chân lý đó là chân lý tham đắm lạc thú và hỏi anh ta rằng tại sao anh sống như vậy thì anh cụ anh là sao vô dụng quá tại sao anh không làm gì cả anh nói tôi làm cần gì tôi sống hiện tại vợ tôi nó nuôi rồi tôi già con tôi nó nuôi con trẻ thì cha mẹ lo lớn lên vợ lo già con lo cuộc sống tôi đầy đủ rồi à, có một ông phật tử nói vậy đó cũng thọ bộ tác giới là thầy chân kiến mà nói thầy vậy đó thầy nói đúng chú thuộc một cái loại một câu thôi Nói câu gì Sống là chặt đất mà chết chật nghĩa địa <laughs> Cái ông giận thầy quá chừng Ông giận thầy Ông nói về chùa ông chú thiếu Em nói hồi lúc còn chú thiếu mà <laughs> Mình mình thấy kỳ lạ quá Mình nói chú sống chặt đất mà chết chặt nghĩa địa <laughs> là ông giận ông giận giờ mất sư thầy ông nói rằng là à, thầy có cái ông đệ tử nối sóc ốc <laughs> chúng ta thấy là có những trường hợp như vậy Tại vì sao? Bởi vì cái tánh lười biếng không trừ bỏ được thì làm sao họ thọ trừ chân lý? Khi gặp một cái nghịch cảnh, chúng ta cố gắng phát tâm Bồ Đề và vượt qua nghịch cảnh thì chúng ta phải nhẫn chịu nghịch cảnh, trí tuệ để vượt qua. Trong cái giai đoạn đó, sáu căn chúng ta nó phải kiên cố ở trong trong chân lý và sự phát nguyện. Và do vậy mà đạo tâm nó được tác thành kiên cố mà do vì đạo tâm tác thành kiên cố Cho nên đó, Phước trí từ đó mới phát sinh Chứ còn nếu như chúng ta ngồi im Dở giải quá Thì làm sao chúng ta có thể thành được Ngọc bất trác Bất thành khí Cho nên ở đây Chúng ta thấy có những trường hợp Bồ Tát Thọ giới như vậy Mà biến nhát chay lười Tham đắm lạc thú ngủ nghỉ Ưa nằm Ưa tựa lưng Ngồi không có thẳng đâu nha Ngồi một chút là phải kiếm chỗ dựa à, Ngồi đâu là dựa đó Dựa vô góc cột Hay dựa vô tường ừ. Rồi đi học Pháp cũng vậy Kiếm chỗ sâu nhất mà ngồi à, Rồi dựa vô đó Rồi ngước cái cổ lên Cho nó thở thoải mái Miệng nó hả ra Hai mét nhắm lại <laughs> Những trường hợp đó là, là, là Nó thoải mái dễ sợ lắm hỏi tại sao nghe Pháp vậy? Nó còn thấy thoải mái mà thầy. Tu là phải thoải mái chứ. Sao thầy khích khiêu quá? Nên đó, đó, lúc nào cũng, cũng loại của thầy. Nhưng mà chúng ta thấy, ngày xưa nghỉ tố, quỳ cả đêm để cầu đạo. Còn chúng ta thì kiếm một chỗ nào mà ngồi sau đó, ha, dựa vô. Ừ, rồi nữa hả? Rồi, dựa mà một cách gì phi thời, phi lượng, câu này quan trọng. Phi thời tức là sao? Tức là ví dụ như chúng ta cái 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 thời gian mà cho phép chúng ta nằm. Chẳng hạn như buổi trưa có thể săn thú nằm nghỉ 15 20 phút. Hay là buổi tối còn ngủ nghỉ thì mình nằm nghỉ. Phải không hả? Rồi cái chữ phi lượng tức là vượt quá cái thời gian cho phép lượng á. Chẳng hạn như là chúng ta nghỉ chút xíu thôi là đủ rồi nhưng mà chúng ta nghỉ cả ngày. Hay là buổi sáng là thức dậy được rồi làm việc nhưng mà chúng ta còn nướng thêm Đó rồi chúng ta nướng cho người mình nó tròn như trụ điện Rồi bắt đầu là mình mình đi kiếm chỗ nào đó Để mình hút mỡ <laughs> tức, là, tức là cứ lên quay lên lại cho nó tròn như trụ điện Rồi đi hút mỡ cho cho lên lệ Phật Ngày 400 đại thứ xem Thứ nó có yêu ngon lành không Chúng ta tin tấn như vậy là nó nó ngon lành Để cho sao đúng không ạ Thành ra là chúng ta thấy nó tai hại đủ điều như vậy nhưng mà chúng ta không có thọ trì có nhiều trường hợp như vậy chứ không phải không có đâu à. ngày xưa lúc bây giờ nhớ ông mạnh thác giáo sư đi đến tại đài loan nói chuyện với các vị ở đại học phật quang sơn là xin các thầy nhận cho sinh viên tôi gửi qua với chương trình cao học thạc sĩ lúc bây giờ chương trình đài loan họ không có nhận phật giáo việt nam với uh, sự thừa nhận là bằng đại học chính quy. À, do vậy cho nên các sinh viên tu sĩ Việt Nam đến tại Đài Loan là phải bỏ ra 4 năm để mà học lại đại học của họ. Và phải mất vài năm học ngôn ngữ thì 6 năm mới hoàn thành, bắt đầu mới vô được cao học. Và thoát là siêng năng nhiều khi mất 10 tới 12 năm mới ra được cái chương trình tiến sĩ. Thì giáo sư mời giáo sư nói họ là cho họ học ngôn ngữ thôi Rồi nhận thắng họ vô chương trình cao học Thì bỏ qua 4 năm đại học Tiếng nói của giáo sư Giúp cho rất nhiều tăng ni Việt Nam Đỡ tốn thời gian mất 4 năm Một câu nói Một cái sự sắp xếp, xếp thôi Mà nhiều thế hệ sau này Là đỡ khổ mất 4 năm trời đó à, Những cái Phật sự đơn giản như vậy Và lúc bây giờ Là các thầy ở tại Phật Quang Sơn Nói với ông Lê Mạnh Thác một câu như thế này Nói rằng là Xin Thầy gửi tới đây Là gửi tới những vị đi học Đừng nên gửi những vị đi tu Đâu không? Các vị thầy tu, các vị tu sĩ gửi qua Đài Loan đi học Họ hỏi rằng xin gửi qua những người đi học Đừng gửi những người đi tu Hiếu không? Ừ. Đi học Chưa biết chữ thì lo đi học Lên lộn thư viện Tìm kiếm chữ nghĩa Lăn la người này người kia học hỏi ghi nhớ Thậm chí viết trên tường Viết dưới đất để cho nó nhớ Viết trên hư không cho nó nhớ Ai ngờ đâu tới giờ đi trí tịnh Em xong là đi niệm Phật kinh hành Thì họ nói ở Việt Nam niệm Phật kinh hành cũng được Đúng không? Ở Việt Nam ăn được chứ tình không được đâu Cần tới Đài Loan Có nhiều vị cứ nghĩ rằng là Mình như vậy là ra dễ mình để tu Mà quên mất là mình đang đi học Cho nên các vị đang cũng vậy Bây giờ dẹp bỏ đi Mình là ai là nam là nữ là già là trẻ Là cái gì xã hội Vấn đề của mình là đang đi học Học cái gì? Học những gì mình chưa biết Và giáo nghĩa kinh văn có sẵn rồi Lời Phật có rồi Bây giờ mình biết Mình muốn biết rất nhiều về lời Phật Thì mình phải dành thời gian đến đây để mình lắng nghe Thế đúng vậy không ạ à? chứ bây giờ bây giờ tới đi học mình chưa biết mà mình không thèm hối bây giờ sao bây giờ mình bận đi tu cho nên một câu nói như vậy chúng ta hiểu rất là đau có nhiều thầy đi đến đó là không có biết mà tới giờ tu thành ra bài vỡ làm được chữ nghĩa không nhớ không có tiến bộ được những trường hợp như vậy ấy, là không nên phải không hả họ nhầm lẫn giữa cái học và cái tu tùy theo hoàn cảnh tùy theo thời gian như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng một người mà tham đắm cái cái sự nghỉ ngơi rồi à, sự cái chữ này là lạc thú ngũ nghĩ. chữ này phân tích hay lắm tham cái tâm tham à, sáng vậy ấy, là nó không có có cứ động nối cái chân nó uống ra cái mình nó eo lại ha à, gọi là gì là tham 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 nướng thêm chút nữa đó ừ. và cái tâm nó có chiều hướng là đếm đếm trong cái trạng thái đó đếm trong thái đó ừ. ừ. hồi xưa thầy dạy tên chúng gần gần thầy cứ vỗ vừa thầy nói con dạy con con ráng ráng mấy chục năm nữa là con ra nghĩa địa con ngủ một giấc luôn con <laughs> còn cũng không ai đá động con hết á <laughs> còn bây giờ làm ơn dậy đi con vậy là ngồi dạy thôi tại vì nghĩ tới ngày đi nghề địa nhân quá đấy <laughs> nó, 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 nó rõ ràng như vậy đó thì mình ra nghề địa không ai đá động mình hết á lâu lâu rồi cũng có người quấy rầy một chút vì một họ cào cái má lên <laughs> chứ còn chứ còn không thì chúng ta không ai quấy rầy và tại sao bị cái tâm tham tham ở trong cái ngủ nghĩ lạc thú Ngủ nó không có cái niềm vui của nó nghe Có không à Có chứ Đắp mình lại trời mưa tí tách Bắt đầu nằm Nằm tưởng tượng ngày mai kia Nói là Mình ra ở sau vườn Ngồi dưới cây chuối Bắt đầu mình hoát nhiên đại ngộ <laughs> Chẳng ngại như vậy Từ đó người ta gọi cây chuối là cây bồ đề Chẳng ngại như Mình tưởng tượng nó đủ thứ trọ vậy đó Nằm ngủ là nó hay lắm Nằm ngủ là nó đủ chuyện Tướng cái này, tướng cái kia Rồi ưa nằm, ưa tựa lưng Lúc nào cũng thấy mình mệt Lúc nào cũng phải cần, phải có nghĩ Ở đây là ngủ nghĩ Ngủ là không còn biết Mà nghĩ là còn biết Mà nó còn ngơi nữa <laughs> Cái trạng thái ngơi nó lâu lắm nghe không? Ngủ thì có thể nó thức dậy Nghĩ thì rõ ràng là mình dừng lại do nó mệt Nhưng mà nó ngơi á Cái trạng thái này nó không có ngủ nó ngơi ấy là nó kéo dài cái trạng thái đó lắm như buổi trưa là mình nghỉ ngơi à, buổi tối là mình ngủ à, hai chữ nó khác nhau phải không hả chúng ta phân tích vô chữ nghĩa để chúng ta thấy luật quy định rất là rõ rất rõ có người họ không thích ngủ nhưng mà họ thích nghỉ, có người không thích nghỉ mà thích ngơi à, ngơi kéo dài lắm cả đêm là ngủ dài tiếng hồ thôi nhưng mà cứ nằm đó là cái trạng thái ngơi dài lắm tất cả những trường hợp đó đều trở nên hại chúng ta. thầy rất là tâm đắc câu trả lời của tổ Hám sơn là một vị xuất chúng của phật giáo um, phật giáo đại Hằng người ta nói rằng bí quyết thành công của ngài là gì? ngài nói ngủ là ngủ mà thức là thức. đó là bí quyết thành công của ngài. Khi Ngài ngủ thì Ngài quyết định không nghĩ gì nữa cả Và khi thức dậy thì Ngài vung dậy và bắt đầu với công việc Ngài không đỡ cho trạng thái nghỉ ngơi Cho nên Ngài thọ trì cái giới này á không có gì đam trước thủy miên à, Chúng ta lấy những nhân cách như vậy để chúng ta nhận ra Nhất là các vị xuất gia đừng có nghỉ ngơi nhiều nha À, mình có cơ hội tu tập, có cơ hội làm người xuất gia, có cơ hội học giáo pháp và phụng sự đó là may mắn của mình. Mình phụng sự càng nhiều mà mình không có thọ hướng cái cái sự phụng dưỡng trở lại thì đó chính là công đức của mình. Còn mình không làm gì cả mà mình hướng tức là mình đang nợ của thế chủ, đang nợ của người ta. Anh đức Phật hay lắm, không cho các vị xuất gia sở hữu một cái gì, không cho các vị buộc các vị xuất gia là phải các ai ly thân và buộc các vị xuất gia là phải thọ dụng sự cúng dường của thế chủ và lúc bây giờ không làm gì cả mà phải thọ dụng tâm thường sinh hố thẹn hố thẹn chính là một thiện pháp do vậy cho nên nó khiến cho cái người xuất gia sống trong tâm hố thẹn Thành ra có thể làm tất cả mọi điều thiện lành Cách đó rất, rất là hay Còn ở trong tâm mà sở hữu rồi Là cái nghĩ rằng mình ăn của mình Mình xài của mình Thì làm sao mà thành tựu được Tất cả những trường hợp đó Gọi là có phạm, có vi việc Còn không phạm là trường hợp nào Nếu vướng mắc bệnh tật Không có năng lực Tức là mình làm không nổi bệnh mà sao hoặc mệt mối vì đi đường Đi xa đi đường mình cần nghỉ ngơi Là chuyện bình thường phải không Hoặc vì để đoán trừ những điều ấy Mà phát khởi ý dục Tức là cơ thể nó mệt mối quá Mình cần phải quyết định Là nghỉ thêm một chút nữa Để cho nó không có làm phiền chuyện khác Tất cả đều bằng trí Chứ không phải bị tham Chi tiết như đã nói như vậy Thì không phạm Cuối cùng là giới quần tụ phí thời Nghĩa là sao? Bồ Tát với tâm say mê để thời gian luống trôi bằng tụ hội đông đảo đó gọi là có phạm có vi việc đây gọi là vi phạm thuộc nhiễm tức là giờ không biết làm gì rú nhau tám chém gió cớ chuyện đông cớ chuyện tây thi nhau mà cớ những chuyện hài hước thi nhau mà cớ những chuyện quá khứ và dành nhau mà nói chuyện hồi đó hồi đó và từ từ gì từ đạo Phật sang đạo hồi tức là hồi đó ngồi cưới hết chuyện hồi đó hết việc này tới việc khác quăng tụ phí thời rú rê bàn tán tụm ba tụm bảy nối chuyện đông chuyện tây từ sáng tới tối hết ngày hết giờ thứ hai thấy bầu trời nặng triểu thứ sáu thấy cả một không gian thoải mái và thứ sáu đi làm về sớm bắt đầu quần áo nai nịt thế là phới thôi lên xe vi vu rồi là trà đình tử điếm phố phường ngao du trôi cái thân này trong một thời gian như vậy tới đâu à, tới, à, tới tới chú gì tới chủ nhật Bắt đầu cuộc đời trở nên tối tăm Nha, tại vì ngày mai Tiếp tục phải đi cày nữa rồi Như vậy thì cuộc sống mình nó đi đâu Hết mất Có người thì nói rằng bận rộn làm công việc Mà không không cho Họ không làm việc nữa Họ cũng không có muốn tu tập đâu Thành ra chúng ta hiểu người tu tập Là người siêng năng vô cùng Chứ không có chuyện là nói những cái việc dư thừa Làm những cái việc vô bố Nếu như đỡ cho tâm mình nó tham đắm bởi những cái thú vui như vậy Đây gọi là quăng tụ phí thời Nếu do thất niệm đỡ thời gian luống trôi Nhiều khi mình nói chuyện mình quên Thời gian luống trôi Đó gọi là có phạm, có vi việc Nhưng không phải là là phạm thuộc nhiễm Hiểu chưa hả? Ngày xưa thầy có một ông chú đệ tứ Thầy sai chú con Thầy bệnh quá còn xuống ở dưới chỗ ngã tư kia Con mua cho thầy mấy liều thuốc cảm Nhớ đi về Tới giờ ăn cơm 15 phút nữa thôi Rồi thầy ăn một miếng Thầy uống viên thuốc Thầy nghỉ chiều thầy làm việc với các chú Thế là chú Tiểu đi ngang ra phía trước Thấy các chú khác ngồi xem tivi nên là anh ta đứng im đó À, nó coi làm gì đá bóng mà Vô, cứ vậy nó nghe người ta nhưng người ta vô cái quên hết đứng nhìn tới giờ ăn cơm mới đầu là anh ta mới chạy đi à, chạy đi người ta lại tới giờ người ta nghĩ không biết làm sao đứng chờ tới khi người ta nghĩ thức dậy rồi đem đem thuốc vừa tới 3 giờ chiều ừ. Rồi thầy mới nói Con mua thuốc cách chùa mình mấy cây số con Nó dạ 100 mét 100 mét mà sao con đi 3 giờ đồng hồ à bởi sau á là con không nên mua thuốc nữa, con mua món khác, con nên mua món khác. chú nói vậy, thưa thầy, con mua món gì? con mua cái hòm á, con ghé cho con mua cái hòm luôn. thầy sao? nói mua hòm làm gì? nó về chôn thầy với làm gì? Thầy cho con đi mua thuốc, <laughs> con đi cứu đó thì con mua cái hòm về cho rồi. <laughs> vậy là từ đó hồi sau đó là, là không dám nữa, không dám là đi đâu á mà lười lười ghế trời á chạy giờ à? sư phụ bị mua hồn. <laughs> có có những cái cách nối mình nối làm sao cho nó nhớ nghe, nó sao nó nhớ chứ không là nó nó bị quân tụ phí thôi. Có những cái tâm nó tham đắm dữ lắm, nó không phải nó cố ý đâu mà nó bị thất niệm. Tức là đi ngang qua nhà nó thấy cái gì là là hay hay cái nó nó thất niệm nó quên mất cái, cái cái trước đi. Bây giờ mình muốn chuyển hóa là mình phải làm cái hình ảnh nào mà lớn hơn, mà sốc hơn. Và nó nó nhớ trong đầu của nó thì lúc bây giờ nó mới chuyển được cái nghiệp đó. À, đây gọi là là thầy nói cho nên phải đi sâu là lỡ rồi là con đi mua tới chỗ là con tìm con mua cái hòm ấy chứ con đừng mua thuốc nữa <laughs> là lúc đó lại mới nhớ <laughs> rồi trường hợp nào trường hợp không phạm hoặc người khác gọi là vì đã tùy thuận người ấy mà lắng nghe trong chốc lát với sự an trú chánh niệm câu này rất là hay tức là ví dụ như bây giờ mình không có lãng phí thời gian đâu nhưng mà người ta muốn gọi mình người ta muốn nói và mình gì? Mình muốn nghe trong chốc lát Mình muốn chánh niệm để nghe chốc lát Nhưng mà mình biết rằng cần phải Cần phải dừng lại Có những trường hợp Thọ Bồ Tát ngon lành Vậy mà Người ta gọi lại người ta hỏi một câu chuyện Người ta chưa có chuyện người ta Mình lại có chuyện mình Rồi không những mình Mà mình có từ chuyện Đông cho tới chuyện gì Chuyện Tây Từ chuyện A cho tới Z tức là mình liên tưởng chuyện này liên tưởng chuyện kia rồi môi ra chuyện này môi ra chuyện nọ môi ra từ cái việc gia đình của mình và môi tới gì Thôi các chị tổng thống Biden Trump <laughs> nó, nó, tức là gì là cái tâm mình nó đi như vậy đó nó đi nó đi giống như là một người đi hoang mà không có yên cương vậy đó con ngựa không có yên cương rất là nguy hiểm những trường hợp này không phải không có tức là nó mang cái bén cái, bán cái duyên rồi là nó cứ kéo đi kéo đi kéo đi, kéo đi vậy đó Thành những trường hợp này phải cố gắng chánh niệm tính giác trừ khi là cần thiết nhưng mà phải chánh niệm. Hoặc có sự việc khi kỳ, tức là cái việc lạ lắm gì đó, nhìn một chút hay là nghe một chút thôi. Tạm thời hỏi người ấy hoặc trả lời câu hỏi của người khác. Bây giờ mình hỏi họ có chuyện gì như thế? Người ta nói đại khá như vậy được rồi, không cần ta tỉ mỉ lắm, bởi vì nó không có lợi ích gì cho sự giải thoát hoặc giả là người ta hỏi mình thì mình cũng tạm thời nối vài câu rồi mình lại đi liền chứ không có nên là bận lòng đứng đó mất thì giờ tất cả những điều như vậy thì không phạm hiểu chưa hả còn ngược lại nhiễm tâm ngữ chúng đam trước thủy miên hoàng tụ phí thời ba phương diện này nó chướng ngại cho quá trình phát triển công phu của chúng ta mà chúng ta đã vô tình để cho tâm làm biến đỡ cho cho cái tâm gì thiếu tinh tấn chi phối vì vậy cho nên mình không có thành tựu công phu giác ngộ đếm được chưa hả rồi a di đà phật hôm nay chúng ta dừng ngang đây phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát Bạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng